Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip của mình. Trong clip hôm nay mình sẽ giới thiệu cũng như là đập hộp một chiếc Flycam mà đang hot nhất trong năm nay. Đây là chiếc DJI Mini 2. Và chiếc Flycam này ra mắt hồi đầu tháng 11 vừa rồi và tạo nên một cơn sốt trong những dòng Flycam mà tầm trung. Đấy. Thì mình đặt hàng chiếc Flycam này hồi từ ngày 30 tháng 12 và đến ngày hôm nay là ngày 2 là mình nhận được hàng. Đáng lẽ ra là ngày hôm qua mình nhận được hàng rồi các bạn, nhưng mà do ngày hôm qua là ngày Tết Tây, ngày lễ cho nên là giao hàng người ta không làm việc và đến ngày hôm nay thì mình mới nhận được hàng. Và do để mình được kiểm tra xem có đúng cái hàng mình mua hay không cho nên là mình đã mở rồi các bạn, mình đã khui cái bìa cắt tông này rồi để cho mình kiểm chứng là có đúng mặt hàng không, tại mình sợ nó bị tráo đổi hàng các bạn, cho nên là mình đã mở trước rồi. Đây, và bây giờ mình sẽ khui ra cho các bạn xem chiếc Flycam nhé. Đây cả bên trong nó đây thì nó còn nguyên xi luôn các bạn, do mình mở ra để mình kiểm tra có đúng là cái hộp Flycam này không, cho nên là mình đã mở ra cái bìa carton rồi. Đây là cái thùng này, mình sẽ bỏ một bên. Còn đây chính là chiếc Flycam Mini 2 đây, tức là nhân vật chính của chúng ta đây. Đây các bạn. Bây giờ mình sẽ khui ra nhé. Nó vẫn còn mới luôn, và mùi thơm mới tinh luôn. Này, trong này là nó có một cái bao đựng này các bạn, nó tặng mình luôn cái bao đựng này, giống y xì cho mình xem trên các YouTuber người ta review luôn, giống y chang luôn. Này, một cái ba lô rất là đẹp, rất là mới. Ba lô này mình nghĩ nó cũng giá trị đấy, đường may cũng rất là chắc chắn và rất là tinh xảo luôn. Đây, cái hộp này mình sẽ quăng qua bên nhé, mình đổ vào bên nhé, mình sẽ mở ra cái ba lô này ra cho các bạn xem. Đây, bên trong nó là như này đấy các bạn. Đấy, bên trong là như thế này này. Đây là đầu tiên là mình sẽ lấy ra cái gì đây mình không biết nữa. Mình lúc nãy mình khui cái bìa cắt tôm bên ngoài thôi, chứ mình cũng chưa có mở trong này nên mình cũng không biết cái này là cái gì luôn. Mình sẽ lấy từng ngón ra. À, cái này là tay cầm điều khiển các bạn. Này, tay cầm điều khiển này. Bây giờ mình sẽ tháo bìa bóng ra luôn nha. Nó còn mới tinh luôn, nó dán luôn này. Giờ mình sẽ tháo keo ra để mình xem cái tay cầm này, tay điều khiển này nó như thế nào. Rất là đẹp các bạn. Và nó rất là nhẹ luôn. Mình nhìn thấy nó to như thế này nhưng mà thật sự nó rất là nhẹ các bạn. Đấy, rất là nhẹ luôn. Bây giờ mình sẽ đỡ sang một bên để mình lấy món khác nha. Đây là một cái hộp đựng. Đây chắc là pin các bạn. Mình nghĩ chắc là pin ở trong này. Này là mấy dắt cắm gì đây, 2-3 cộng dây dắt cắm gì đây. Mình nghĩ là dây này được kết nối Flycam với điều khiển, được điều khiển với điện thoại các bạn. Mình nghĩ là kết nối giữa cái bộ điều khiển với chiếc điện thoại. Nó cho mình 2 dắt cắm luôn này. Đúng rồi. 2 dắt cắm có nghĩa là để cho mình thay đổi giữa cái dòng Android và dòng iOS này. Đúng rồi. Này là jack cắm, jack sạc gì đây? Đây. Này là cái ổ cắm này. Này, ổ cắm sạc pin này các bạn. Cái này mình nghĩ chắc là pin này, mình chắc là cái hộp pin này. Còn cả sen luri luôn này, còn cả đây mã vạch các kiểu luôn này, còn nguyên xi luôn. Đúng rồi các bạn, đây trong này có 2 cục pin thì mình nghĩ có thể là một cục nó nằm ở trong chiếc Flycam rồi, tại vì đúng rồi, nó đi kèm 2 cục pin với 3 cục, nhưng mà một cục vẫn nằm trong chiếc Flycam và trong này, và là còn 2 cục này. Mình tháo pin cho bạn xem luôn nhé.
bị này lấy thế nào nhỉ? Đây các bạn, này cục pin của dòng DJI ha. Này thì chiếc DJI mini này là thật sự chiếc mini đầu tiên nó ra hồi cuối năm ngoái và tạo nên một cơn sốt về dòng mini rồi. Và trong đầu năm, cuối năm nay tháng 11 vừa rồi thì DJI lại cho ra mắt chiếc mini 2 này, và thật sự là mình nghĩ là rất là hay và rất là thay đổi, cũng như là nó rất là tốt. Đây mình cũng này các bạn, đây là cái bộ đựng pin của nó này, và còn đây là nhân vật chính của chúng ta này các bạn. Đây, đây là nhân vật chính chúng ta, là mình nghĩ là nó khá là nhẹ. Mình xem trên mạng quảng cáo cũng như là các YouTuber người ta review thì mình không nghĩ là nó nhẹ và nó nhỏ đến như vậy các bạn. Đây, thực sự là cầm nó rất là nhỏ và rất là nhẹ, chỉ có 249g thôi, nhưng mà thật sự nó rất là nhẹ so với tưởng tượng của mình, từ thậm chí nó còn nhẹ hơn cả chiếc điện thoại mình đang sử dụng luôn đấy. Bây giờ mình sẽ mở ra để mình xem nhé. Cái này là cái bọc, cái bọc để mình bảo vệ đi cái cánh quạt khi mà để cho nó không phải di chuyển cũng như là nó không được cử động nữa các bạn. Này là dán để mình bảo vệ camera này, mình sẽ gỡ ra luôn, mình sẽ lấy ra luôn. Đây, dán keo luôn này. Này, bảo vệ rất là kỹ trước vào lấy cam các bạn. Mình sẽ mở nó cho bạn xem này, cánh này. Rất là đẹp luôn. Này, thấy không? Đây bạn, rất là nhỏ gọn luôn này. Nó chỉ vỏn vẹn như đây thôi. Đấy, nó chỉ vỏn vẹn mình rất như đây thôi, rất là nhỏ gọn luôn. Đây. Rất là nhẹ luôn. Đây là cái này dán cánh quạt luôn này. Đấy. Mà do hiện tại ở chỗ mình đang gió nha các bạn, gió rất là lớn luôn, cho nên mình chưa có đi ra ngoài để mình test thử, mình cũng như là mình bay thử được. Này là camera có chữ 4K này, để mình quay phim 4K này. Đấy. Thì hôm nào mà nó im gió thì mình sẽ quay cũng như là mình test thử nó bay như thế nào cho các bạn xem luôn nha, chứ hiện tại ở quê mình rất là gió. Đấy, rất là nhỏ gọn luôn các bạn. Đây, trọng lượng nó chỉ có 249g đây. Đây. Đấy. Đây đó, tất cả hoàn toàn là từ nãy giờ mình cua ra coi xem còn cái gì không. À còn các bạn, con này là miếng chống ẩm này đã, hay miếng chống ẩm của để cho chống thấm này. Đấy. Mình cho các bạn xem hết luôn. Đấy. Còn gì nữa không biết nữa. À như là mình nghĩ là chắc còn giấy bảo hành chứ gì. À đúng rồi đây, còn cũng giấy bảo hành. Đây, đây. Một bảo hành gì, bảo hiểm gì, giấy giới thiệu gì đây các kiểu nữa các bạn. Hướng dẫn sử dụng này, mình cũng chả quan tâm đi, mình cũng hướng dẫn sử dụng thì mình lên mạng mình tìm hiểu, hoặc là mình xem các YouTuber các bạn đi trước người ta review thôi, chứ cũng xem mình cũng chả hiểu đâu, tại vì nó còn tiếng nước ngoài không các bạn. Đấy, hết rồi các bạn. Đấy, chỉ vậy thôi. Thì hôm nào mà im gió thì mình sẽ quay, mình test thử cũng như là mình sẽ quay clip lại để cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ kết thúc video đây. Các bạn xem thì nhớ cho mình một like, và bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh để có thể theo dõi những clip mới nhất của mình nhé các bạn.